Giờ này xin trân trọng kính mời các đại biểu trong ban thường trực hội đồng họ Cả, ban thường trực hội đồng họ Cát Chi, ban thường trực hội đồng họ Phái, hội người cao tuổi hội đồng họ Cả, câu lạc bộ những người con gái con dâu họ Cả, hội khuyến học họ Cả và các ban của họ Cả cho Phạm Hoàng Sâm trưởng ban thường trực dòng họ làm trưởng đoàn. Xin trân trọng kính mời ông Hà Tịch làm chủ tế, xin kính mời. Xin trân trọng kính mời một vị thay mặt cho hội, cho ban thường trực hội đồng họ Cả, họ Cát Chi, họ Phái, các ban, các hội của hội đồng họ Phạm Cả đặt lễ kính viếng hương hồn của vong linh đi mời. Ngầm ngùi một phút chưa đi, thắp cây hương gió lòng thì xót thương. Kính mời ông trưởng ban tế chủ nối lời ai tạm cúng cụ vong hai cung.
các con cháu và tưởng nhớ cụ Đức Trọng Niên Cao. Xin trân trọng kính mời toàn thể hội đồng họ Phạm nàng Thanh Trài dành phút tưởng niệm, cụ vong phút tưởng niệm bắt đầu. Quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đang tề tựu trước phòng tang là gia đình thiếu tướng Phạm Văn Miêu, gia đình ông trưởng phòng giáo dục huyện Xuân Trường cùng anh em bè bạn của bà tỉnh hạnh có lễ về kính viếng cụ vong. Xin mời hai vị đồng dâng lễ dâng hương kính viếng cụ. Để gia đình và đội tộc được đón tiếp được mấy lời cảm tạ. Xin mời gia đình ông Nguyễn Văn Đồng, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Giao Thủy. Trân trọng kính mời đoàn đồng dâng lễ dâng hương kính viếng hương hồn cụ vong. Này dòng họ gốc của họ Nguyễn Vũ nàng Thanh Trà, đoàn đại biểu họ Nguyễn Vũ nàng Thanh Trà, đoàn đại biểu họ Nguyễn Vũ con cháu ở thành phố Nam Định, đoàn đại biểu dâu họ gái họ Nguyễn Vũ và đoàn đại biểu họ Trần xã Xuân Trung thân sinh ra là họ thân sinh ra thân mẫu của cụ vong, tức là cụ tổ bà sinh ra cụ vong hôm nay là người họ Trần Xuân Trung. Hôm nay các cụ dòng họ Trần cũng về đây để trả nghĩa một người thành viên có dòng máu đối với dòng họ Trần. Do cụ Nguyễn Vũ Minh làm trưởng đoàn để đi vào phần lễ viếng của liên đoàn thăm viếng ngoại thất, xin kính mời các vị thủ hiệu trên cổ hãy nổi một hồi chiêm trống kính viếng hương hồn cụ vong trên kính mời. Ngàn thu kính mời cụ chủ đến nỗi đời ai cảm cụ
cúng của Phong Hai Cung. Mời vị chủ lễ nghệ hương án tiền. Thank you.
gia đình được đón tiếp được nói lời cảm tạ. Trân trọng kính mời đoàn đồng dâng lễ dâng hương kính viếng hương hồn Bồ Tát. Là cơ quan của ông bà Kỉnh Hành, là con trai con dâu út của cụ về đây để chia sẻ nỗi đau thương cùng với gia đình, xin được làm lễ viếng cụ. Xin kính mời ba vị đại biểu đồng dâng lễ dâng hương dâng vòng hoa kính viếng cụ. Thank you.
để tỏ lòng thương tiếc của ông và chia sẻ nỗi đau thương cùng với gia đình trên kính mời đoàn dành phút tưởng niệm cùng ông phút tưởng niệm bắt đầu. Thần lễ tiễn của đoàn đã trao viên kính mời đoàn trở lại phòng khách để gia đình nội phòng gần đón tiếp được nói lời cảm tạ. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, trước đây cụ ông nhà là huyện ủy viên huyện ủy Xuân Thủy, trưởng phòng công thương huyện Xuân Thủy, nay cụ được đảng nhà nước cho nghỉ hưu. Với tình cảm đồng chí đồng nghiệp, hôm nay hội hưu trí phòng công thương nghiệp huyện Xuân Thủy cũ, huyện Xuân Trường giao Thủy mới về đây để chia sẻ nỗi đau thương với cụ ông cùng gia đình tang quyến và xin được trả nghĩa cụ phong tuần viếng. Xin trân trọng kính mời đoàn đồng dân lễ trong ơn kính viếng long hồn cụ ông. Đoàn thể tổ chức phòng tang là đoàn thông gia với ông bà Bình Hằng là con gái con rể cả của cụ Phong. Hôm nay nhận được tin báo buồn của gia đình, các đại biểu về đây để làm lễ kính viếng nhạc mẫu của người nhân gia. Xin kính mời các vị đại biểu đồng dân lễ trong hương kính viếng thưa một đồ. Tiếp theo trên mời đoàn thông gia của bà Thanh và bà Bưởi, kính mời đoàn đồng dân lễ dân hương kính viếng hương hồn cụ Phong. Giờ này là đoàn đại biểu Trần Phái Tộc xã Xuân Trung và gia đình nhà cụ nhân gia xã Xuân Trung, sinh ra bà Trần Thị Nhung Nhàn là con dâu trưởng của cụ Vong, do Trần Duy Dê làm trưởng đoàn về đây để kính viếng hương hồn cụ. Xin trân trọng kính mời đoàn đồng dân lễ dân hương kính viếng hương hồn cụ Vong. Đang thể hiện chức phòng tang hướng về minh sàng của cụ đoàn đại biểu
Cục Thuế tỉnh Nam Định, Chi Cục Thuế khu vực Xuân Thủy, do Phan Văn Kiểm làm trưởng đoàn, là nơi công tác của Phạm Quang Thọ, con trai thứ hai của cụ ông, về đây để đặt lễ kính viếng cụ. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các vị đại biểu đồng dâng lễ dâng hương dâng vòng hoa kính viếng cụ. Kính mời đoàn dành phút tưởng niệm cụ vong, phút tưởng niệm bắt đầu. Nếu biết một đoàn đã cho nguyên kính một đoàn trở lại phòng khách gia đình được đón tiếp được nói lời cảm tạ. Xin mời gia đình anh Nam ở Xuân Phượng là bạn học với ông Kỳ, con trai út của cụ Vân, có lễ về kính viếng nguồn cụ. Xin trân trọng kính mời đoàn đồng dâng lễ dâng hương. Đoàn thành phước thượng niệm cụ Vân, phước thượng niệm bắt đầu. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, khi còn đang công tác, cụ Phạm Đức Quang Chiến là phu quân của cụ Vân, là huyện ủy viên huyện ủy Xuân Thủy, trưởng phòng công thương huyện Xuân Thủy. Hôm nay cụ bà Thị Phật Quy Tiên, hồi hưu chí tình nghĩa, cán bộ chủ chốt huyện Xuân Thủy cũ, huyện Xuân Trường, huyện Giao Thủy mới, do cụ Phạm Quốc Hưng, nguyên bí thư huyện ủy huyện Xuân Thủy cũ làm trưởng đoàn, về đây để kính viếng hương hồn cụ Vân. Xin mời ban nhạc vỗ về. Kính mời quý đoàn đồng dâng lễ dâng hương dâng vòng hoa kính viếng hương hồn cụ Vân. Kính mời đoàn dành phút tưởng niệm cụ Vân, phút tưởng niệm bắt đầu. Phần lễ viếng của đoàn đã xong, kính mời các cụ cùng đoàn trở lại phòng khách để cụ ông cùng các con các cháu được đón tiếp, được nói lời cảm tạ. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, nhận được tin báo buồn của bà Phạm Quang An là con trai trưởng của cụ Vân, hôm nay đoàn đại biểu Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Xuân Trường do Phạm Văn Thành giám đốc làm trưởng đoàn về đây để chia sẻ nỗi đau thương cùng với gia đình và xin được thực hiện tuần nghi lễ viếng cụ. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ba vị đại biểu đồng dâng lễ dâng hương dâng nắng hoa kính viếng hương hồn cụ. Cùng gia đình tang quyến, kính mời đoàn dành phút tưởng niệm cụ Vân, phút tưởng niệm bắt đầu. Phần lễ viếng của đoàn lãnh chu viên, kính mời đoàn trở lại phòng khách để gia đình nội tộc được đón tiếp, được nói lời cảm tạ. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đang tề tựu trước phòng tang hướng về linh sàng của cụ, là đoàn đại biểu họ Vũ, làng Hoành Cực, nay là xóm 4, xã Xuân Phong, là dòng họ thân sinh trong Vũ Đức Đoán, con rể của cụ Vân. Nhận được tin báo buồn của ông Đoán và gia đình, hôm nay trong họ về đây để chia sẻ nỗi đau thương cùng với gia đình và xin được thực hiện tuần lễ kính viếng cụ. Xin trân trọng kính mời đoàn đồng dâng lễ dâng hương kính viếng hương hồn cụ Vân.
cổ vang. Thân thế chúng tôi đã chung đến kính mời đoàn trở lại phòng khách để gia đình được đón tiếp được nói lời cảm tạ. Đang tổ chức phòng tang những đội linh tràng của cụ đoàn lớp tiếng Anh khóa 19 trường cao đẳng sư phạm Nam Định. Có mối quan hệ với ông bà Phạm Nhung, con trai con dâu thứ hai của cụ, có lễ về kính viếng hương hồn cụ, xin mời đoàn đồng dâng lễ dâng hương. Văn Cốc, xóm sáu Thọ Vực, gọi cụ ông bằng cậu, gọi cụ Vân bằng mợ. Hôm nay ông bà có lễ về kính viếng hương hồn người mợ, xin mời ông bà và gia đình đoàn lễ kính viếng cụ. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông đặt lễ kính viếng người mợ kính yêu. Kính mời ông bà cúng cụ Vong hai vái. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, nhân là tin báo buồn của ông bà Phạm Nhung. Hôm nay đoàn đại biểu Trần Chi tộc xã Xuân Trung là dòng họ thân sinh cho bà Trần Thị Nhung, con dâu thứ hai của cụ, do Trần Văn Đức làm trưởng đoàn về đây để chia sẻ nỗi đau thương cùng với gia đình tang quyến và xin được thực hiện tuần nghi lễ kính viếng cụ. Xin mời ban nhạc giúp lễ. Xin chào kính mời đoàn đồng dâng lễ dâng hương dâng. Thân thế của đoàn đã xong, xin kính mời đoàn trở lại phòng khách để gia đình đầy tập lần đã tiếp được nói lời cảm tạ. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân đang đứng trước phòng tang là gia đình ông Lê Huy Thông, nguyên trưởng phòng công thương huyện Xuân Trường, gia đình bà Nguyễn Hải Yêu, nguyên trưởng phòng tư pháp huyện Xuân Trường. Có mối quan hệ với cụ ông hôm nay nhận được tin báo buồn của gia đình, các đại biểu về đây để chia sẻ nỗi đau buồn cùng với gia đình khi thực hiện tuần viếng kính viếng cụ. Xin kính mời hai vị đồng dâng lễ dâng hương kính viếng hồn cụ. Đang thể tổ chức phòng tang là đại diện của gia đình cụ Nguyễn Thị Bàng, là thông gia với gia đình cụ Văn. Hôm nay tình hệ liên gia hai nhà như một, do tuổi cao sức yếu, cụ Nguyễn Thị Bàng không thể tới để dâng hương tiễn biệt người thông gia được. Cụ đã ủy quyền cho các con các cháu đại diện cho cụ về đây để chia sẻ nỗi đau thương với cụ ông cùng gia đình tang quyến và xin được đặt lễ dâng hương trả nghĩa người nhân gia. Xin kính mời hai vị đồng dâng lễ dâng hương kính viếng hương hồn cụ. Xin kính mời các đại biểu chắp tay cùng cụ hai vái.
Kính mời các đại biểu trở lại phòng khách để gia đình đầu tộc được đón tiếp, được nói lời cảm tạ. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, nhận được tin báo buồn của bà Trần Thị Nhung Nhàn là con dâu trưởng của cụ Vong đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Xuân Trường. Hôm nay là đại biểu Trung tâm Y tế huyện Xuân Trường do Trần Huy Phương giám đốc làm trưởng đoàn về đây để làm lễ kính viếng hồn cụ và chia sẻ nỗi đau thương cùng với gia đình. Xin trân trọng kính mời ba vị đại biểu đồng dâng lễ dâng hương dâng vòng hoa kính viếng hương hồn cụ. Báo buồn là thân mẫu của bà Vọng Nhung đã từ trần. Hôm nay là đại biểu cán bộ nhân dân và khu đơn vị tổ 7 thị trấn Xuân Trường do Bùi Văn Ngọc làm trưởng đoàn về đây để chia sẻ nỗi đau thương cùng với gia đình và trên thực hiện đơn viếng cụ. Xin trân trọng kính mời ba vị đại biểu đồng dâng lễ dâng hương kính viếng hương hồn. Xin kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đang thể tổ chức phòng tang hướng về linh trạng của cụ, giờ này là đoàn đại biểu anh em các cháu nội ngoại bên ông bà Đường Bưởi. Nhận được tin báo buồn của ông bà Đường Bưởi và gia đình, hôm nay các đại biểu về đây để làm lễ kính viếng hương hồn cụ Vong. Kính mời một đại biểu bước lên phía trước ba bước làm chủ lễ. Xin kính mời. Đây là đoàn các cháu trả nghĩa cô
chả nghĩa gì, cho nên là các con không phải đáp lễ. Xin mời các con của cụ vào túc trực trong nơi quản tang. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, hôm nay những người cháu thân thương ruột thịt của cụ Vong, gọi cụ Vong bằng cô ruột, bằng dì ruột, phải đau đớn đứng trước bàn thờ tiễn biệt người cô, người dì kính yêu, là bậc hàng trên của trong gia quyến. Nỗi vui nớn nao trong ngày hội họ, nỗi buồn đau đớn cao xa trong ngày tiễn biệt. Hôm nay những người cháu phải gạt dòng nước mắt để trả nghĩa người thân, xin kính mời ban nhạc rước lên. Ban tổ chức trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Đới, tôn trưởng của gia tộc, mẹ hương án tiền để làm chủ lễ. Trên trân trọng kính mời một đại biểu đại diện cho ngoại quyến đặt lễ trả nghĩa người cô đơn. Đoàn ngoại quyến dâng hương trả nghĩa cô ruột, rì ruột trên kính mời. Yeah.
tôn linh.
cúng gì hai cung. Kính mời các đại biểu vào túc trực hai bên linh cứu cô quận rì đoàn. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, nhận được tin báo buồn của ông Vũ Đức Đoán và gia đình, hôm nay nhạc mẫu của ông Quy Tiên tạ thế. Các đại biểu trong đoàn văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Xuân Trường do Đỗ Văn Minh làm trưởng đoàn về đây để chia sẻ nỗi đau thương của ta, gia đình ta quyến, và xin được trả nghĩa của vong tuần viếng trên bài bát nhạc vũ lễ. Trân trọng kính mời ba vị đại biểu đồng dân lễ dân hương dân vòng hoa kính viếng linh hồn cụ vong. Niệm cụ vong phút thực hiện bắt đầu. Rồi, lễ viếng của đoàn đã chu viên, kính mời đoàn trở lại phòng khách để gia đình đồi tộc được đón tiếp được mấy lời cảm tạ. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, nhận được tin báo buồn của ông bà Kỉnh Hạnh, con trai con dâu út của cụ vong, hôm nay đoàn đại biểu Hội đồng Quản trị, Ban giám hiệu, các đoàn thể trường Trung học phổ thông Cao Phong do ông Trần Tiến Thịnh làm trưởng đoàn về đây để chia sẻ nỗi đau thương cùng tam gia hiếu tộc và chi được trả nghĩa cụ vong tuần viếng trên bài bát nhạc vũ lễ. Trọng kính mời ba vị đại biểu đồng dân lễ dân hương dân vòng hoa kính viếng linh hồn. Kính mời đoàn dành phút tưởng niệm cụ vong, phút tưởng niệm bắt đầu. Trân trọng kính mời đoàn trở lại phòng khách để gia đình nội tộc được đón tiếp được nói lời cảm tạ. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, nhận được tin báo buồn của bà Bình Thanh, hôm nay họ Nguyễn làng Bà Lộc về đây để chia sẻ nỗi đau thương cùng gia đình tang quyến và xin được trả nghĩa cụ vong tuần viếng trên mọi bát nhạc vũ lễ. Ban tổ chức trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Mình, thừa ủy quyền của trưởng họ, về hương án tiền để làm chủ lễ, xin kính mời. Lễ kính viếng linh hồn cụ vong.
Kiều. Xin kính mời hai vị Đông Giai và Tây Giai nghiêng mình dâng cổ tuần hương.
Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đang thể tổ chức phòng tang hướng về linh sàng của cụ. Nay hiệp hội gạch Tuy Nen Bắc Giang là nơi công tác có bà Kỉnh Hạnh, con trai dâu út của cụ Vong, do Nguyễn Văn Đương làm trưởng đoàn về đây để làm lễ kính viếng hương hồn cụ Vong. Xin trân trọng kính mời ba vị đại biểu đồng dâng lễ dâng hương dâng nắng hoa kính viếng hương hồn cụ. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đang thể tổ chức phòng tang là gia đình ông Đinh Thế Phi, tránh văn phòng tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam và đoàn đại biểu của công ty điện lực dầu khí Việt Nam có lễ về kính viếng hương hồn cụ. Xin trân trọng kính mời ba vị đại biểu đồng dâng lễ dâng hương dâng vòng hoa kính viếng cụ Vong. Xin kính mời. Kính mời đoàn dành phút tưởng niệm cụ Vong. Xin kính mời. Đại biểu của đoàn Châu Viên kính mời đoàn trở lại phòng khách để gia đình được đón tiếp, được trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, nhận tin báo buồn của gia đình ông bà Đoán, hôm nay các cụ con bác bà nhân dân hàng khu xóm ba xã Xuân Phong về đây để chia sẻ nỗi đau thương cùng với gia đình và thực hiện nghi lễ kính viếng cụ Vong. Xin kính mời hai vị đại biểu đồng dâng lễ dâng hương kính viếng hương hồn cụ. Phần nghi lễ của đoàn đã chu viên, kính mời đoàn trở lại phòng khách. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, nhận được tin báo buồn của bà Kỉnh Hạnh, đoàn đại biểu công ty cổ phần địa ốc Tân Phát, công ty cổ phần QDB, có mối quan hệ với ông bà Kỉnh Hạnh là con trai dâu út của cụ Vong. Đoàn về đây để chia sẻ nỗi đau thương cùng với gia đình và xin được trả nghĩa cụ Vong tuần viếng. Xin mời ba vị đại biểu đồng dâng lễ dâng hương kính viếng cụ. Kính mời hai vị đại biểu đồng dâng nắng hoa kính viếng hương hồn. Nhận được tin báo buồn của ông bà Vũ Đức Đoán,
Hôm nay Hội Cựu Chiến binh xã Xuân Phong do Phạm Thành Trung, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Xuân Phong làm trưởng đoàn, về đây để chia sẻ nỗi đau thương cùng tang gia yếu tộc và xin được trả nghĩa cụ vong tần viếng. Xin mời ban nhạc giúp lễ. Kính mời và đại biểu đại diện cho Hội Cựu Chiến binh xã Xuân Phong đặt lễ kính viếng hương hồn cụ vong. Ủy viên Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Xuân Phong dâng hương kính viếng hương hồn. Và nội tộc kính mời đoàn thành phút tưởng niệm cụ vong. Phút tưởng niệm bắt đầu. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, ông Vũ Đức Đoán là con rể của cụ vong, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đang sinh hoạt tại chi bộ 3 Đảng bộ Xuân Phong. Hôm nay nhạc mẫu của ông từ trần thì Phật quy thiên. Với tình cảm đồng chí đồng đội trong tổ chức, các vị trong ban chi ủy chi bộ 3 Đảng bộ Xuân Phong tề tựu về trước phòng tang để chia sẻ nỗi đau thương với gia đình và ông bà Vũ Đức Đoán. Xin mời ban nhạc giúp lễ. Trân trọng kính mời một đại biểu đại diện cho cán bộ đảng viên chi bộ 3 Đảng bộ Xuân Phong đặt lễ kính viếng hương hồn cụ. Mời ông Đức là bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận xóm 3 nên dâng hương kính viếng hương hồn cụ. Để chia sẻ nỗi đau thương cùng tang gia hiếu tộc, kính mời đoàn dành phút tưởng niệm cụ vong. Phút tưởng niệm bắt đầu. Cùng toàn thể nhân dân đang về tổ chức phòng tang hướng về linh sàng của cụ. Giờ này là đoàn đại biểu ban công tác mặt trận chi hội cựu chiến binh xóm 3 xã Xuân Phong có mối quan hệ với ông Vũ Đức Đoán là con rể của cụ vong, và về đây để chia sẻ nỗi đau thương cùng gia đình tang quyến và chia sẻ thực hiện chương trình lễ viếng. Xin mời ban nhạc giúp lễ. Kính mời đoàn đặt lễ kính viếng hương hồn cụ vong. Kính
kính mời đại biểu trong đoàn dân hương kính viếng hương hồn Hồ Văn. Kính mời đoàn dành phút tưởng niệm cùng con phút tưởng niệm bắt đầu.
lại phòng khách để ban tổ chức nội đồng và gia đình được trân trọng đón tiếp, trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, nhận được tin báo buồn của ông bà Kỉnh Hạnh, con trai dâu út của cụ Vong, hôm nay đoàn đại biểu hội đồng môn cấp 2 xã Xuân Phong của ông bà Kỉnh Hạnh do Đào Quang Thọ làm trưởng đoàn về đây để chia sẻ nỗi đau thương cùng tăng gia hiếu tộc và xin thực hiện nghi lễ kính viếng cụ. Xin mời ban nhạc hữu thể. Đại biểu đồng dân lấy cho hương kính viếng hương hồn cụ Vong. Cùng tham gia yếu tộc kính mời đoàn dành phút tưởng niệm cụ Vong. Phút tưởng niệm bắt đầu. Phần lễ viếng của đoàn đã chu viên, kính mời đoàn trở lại phòng khách để gia đình nội đồng được đón tiếp, được nói lời cảm tạ. Đang thể điều giúp phòng tang hướng về linh trạng và cụ là hội đồng môn cấp 3 với bà Bưởi Đường là con của cụ. Nhận được tin báo buồn của ông bà Bưởi Đường, hội đồng môn cấp 3 về đây để chia sẻ nỗi đau thương cùng với gia đình và xin được thực hiện nghi lễ kính viếng cụ. Xin trân trọng kính mời hai vị đại biểu đồng dân lễ dân hương kính viếng hương hồn cụ Vong. Kính mời đoàn dành phút tưởng niệm cụ Vong. Phút tưởng niệm bắt đầu. Phần lễ viếng của đoàn đã chu viên, kính mời đoàn trở lại phòng khách để gia đình nội đồng được đón tiếp, được nói lời cảm tạ. Tiếp theo xin mời gia đình anh Vũ Quốc Tỉnh và gia đình anh Thọ ở thành phố Ninh Bình có mối quan hệ với ông bà Mộc Vong Nhung và làm lễ kính viếng cụ. Kính mời đoàn dân lễ dân hương kính viếng hương hồn cụ Vong. Giao thủy của ông bà An Nhung, các đại biểu về đây để chia sẻ nỗi đau thương với ông bà An Nhung cùng gia đình tam quyến và thực hiện nghi lễ kính viếng cụ. Xin mời ban nhạc giúp lễ. Kính mời ba vị đại biểu đồng dân lễ dân hương dân vòng hoa kính viếng hương hồn cụ Vong. Bắt đầu. Phần lễ viếng của đoàn đã
chu viên kính mời đoàn trở lại phòng khách để gia đình nội tộc được đón tiếp được mái đời cảm tạ. Đang thời điều trước phòng tang là đoàn hội đồng môn lớp 12 khóa 94-97 của bà Nhung Vọng, con trai dâu thứ của cụ. Hôm nay đoàn về đây để chia sẻ nỗi đau thương với gia đình và xin được thực hiện nghi lễ kính viếng cụ. Xin trân trọng kính mời hai vị đại biểu đồng dâng lễ dâng hương kính viếng linh hồn cụ Vọng. Đang thời điều trước phòng tang là đoàn hội đồng môn lớp 12 khóa 94-97 của bà Nhung Vọng, con trai dâu thứ của cụ. Hôm nay đoàn về đây để chia sẻ nỗi đau thương với gia đình và xin được thực hiện nghi lễ kính viếng cụ. Xin chúc chào kính mời hai vị đại biểu đồng dâng lễ dâng hương kính viếng linh hồn cụ Vọng. Xin mời ban nhạc giúp lễ. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đoàn đồng dâng lễ dâng hương dâng vòng hoa kính viếng hương hồn cụ. Nỗi đau thương cùng gia đình ta quyến, xin trân trọng kính mời đoàn đèn phút tưởng niệm cụ Vọng, phút tưởng niệm bắt đầu. Thành viên của đoàn ở trong kính mời đoàn trở lại phòng khách để gia đình và đội tộc được đón tiếp, được nói lời cảm tạ. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, nhận được tin báo buồn của ông bà Kỉnh Hạnh, con trai dâu út của cụ Vọng, là cụ Vọng nhà đã quy tiên tả thế. Hôm nay hội đồng môn cấp 3 huyện Xuân Trường của bà Kỉnh Hạnh do Nguyễn Đăng Minh làm trưởng đoàn
về đây để chia sẻ nỗi đau thương với gia đình và xin được trả nghĩa cụ Vong Tuần Tiến. Xin mời ban nhạc rút về. Cùng bài đoàn đồng dân lễ dân hương kính viếng hương hồn cụ Vong. Nỗi đau thương với ông bà Bình Hạnh cùng tăng gia yếu tổng kính mời đoàn đành phút tưởng niệm cụ Vong. Phút tưởng niệm bắt đầu. Phần lễ viếng của đoàn đã tu viên kính mời đoàn trở lại phòng khách để gia đình và nội tộc được đón tiếp được nói lời cảm tạ. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, nhận được tin báo buồn của ông bà Vũ Đức Đoán và ông bà Đường Bưởi, hôm nay các đại biểu trong hội đồng hương Piong Xuân Thủy về đây để chia buồn cùng tăng gia hiếu tộc và thực hiện nghi lễ kính viếng cụ Vong. Xin mời ban nhạc rước lễ. Xin mời ba vị đại biểu đồng dân lễ dân hương kính viếng hương hồn cụ Vong. Nỗi đau thương cùng tăng gia hiếu tộc kính mời đoàn đền phút tưởng niệm cụ Vong. Phút tưởng niệm bắt đầu. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, kính thưa hương hồn cụ Vong đa thể từ chức phòng tang hướng về linh tràng của cụ. Giờ này là đoàn tập thể lớp 12C trường trung học phổ thông Xuân Trường khóa 96-99 là bạn đồng môn của bà Mai Thị Hạnh, con dâu út của cụ Vong. Đoàn về đây để chia sẻ nỗi đau thương với gia đình và xin được thực hiện nghi lễ viếng. Xin mời ban nhạc giúp lễ. Kính mời đoàn đồng dân lễ dân hương kính viếng hương hồn cụ Vong. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đang tề tựu trước phòng tang là đoàn đại biểu nhân dân các chi hội đoàn thể cán bộ xóm 12 xã Xuân Phong và khu nội xóm Bắc Cường xóm 12 xã Xuân Phong là nơi gia đình bà Bình Thanh là con của cụ đang sinh sống. Hôm nay các cụ con có bà nhận được tin báo buồn của gia đình, thầy nhà đoàn về trước phòng tang chia buồn cùng tang gia hiếu tộc và xin được thực hiện chương trình lễ kính viếng mộ. Xin mời ban nhạc rước lễ. Ban tổ chức trân trọng kính mời cụ Lê Văn Rầu, mẹ hương án tiền để làm chủ lễ. Xin
mời và đại biểu trong đoàn đặt lễ kính viếng hương hồn cụ vong xin kính mời. Là nơi gia đình cụ và gia đình ông bà đường Bưởi đang sinh sống. Hôm nay với tình làng nghĩa xóm, các đại biểu trong hàng khu về đây để làm lễ kính viếng một cụ niên cao đức trọng của hàng khu nay đã về cùng tổ tông. Xin mời ban nhạc giúp lễ. Kính mời một đại biểu đại diện hàng khu nghệ hương án tiền để làm chủ nề. Kính mời đoàn dâng lễ kính viếng hương hồn cụ vong. Kính mời các đại biểu trong đoàn dành phút tưởng niệm cụ vong bắt đầu. Phần lễ
tiếng của hàng khu trung tâm 67 đã chu viên, xin kính mời các đại biểu ra cùng với xóm để vào làm lễ của xóm phố hương sở tại 67. Xin kính mời.